Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các đoàn nghệ nhân dân bản, huyện bản, thưa toàn thể bà con, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Căn cứ quyết định số 18 QĐTC Hội Bảo tồn Dân ca ngày 19 tháng 8 2020 của Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh Cao Bằng và Hội Bảo tồn Dân ca xã Thanh Hải đã được thành lập để phát huy văn hóa cổ truyền của dân tộc với các làn điệu hát ngợi đêm cá hai phong xuân. Trong thời gian qua, ba xóm Chi Phương 1, Chi Phương 2 và xóm Phúc Dùng đã thành lập được một hội văn nghệ đi giao lưu với các huyện bản. Do vậy, để học hỏi những lời ca tiếng lượn của các bạn bè giao lưu với các huyện bản, hôm nay Chi Hội Bảo tồn Dân ca của Hội Cổ Mông
Cuối cùng chúc các nghệ nhân cả ba đoàn dồi dào sức khỏe. Chúc buổi giao lưu